Thưa quý vị, vào khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 9, tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm số 60L5725 đang đi trên đèo Bảo Lộc hướng Bảo Lộc xuống Đạ Hoài thì mất thắng đâm trực diện vào xe tải mang biển kiểm số 49H1738 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Va chạm đột ngột khiến nhiều xe phía sau xe tải 49H1738 bị đâm liên tiếp vào xe này, các xe đều hư hỏng nặng. Rất may là vụ tai nạn đã không gây ra thương vong về người, nhưng vì đang trong giờ cao điểm chiều, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao nên vụ tai nạn đã làm ách tắc giao thông trong hơn 10 km đoạn đường này trong nhiều giờ liền. Và đến 20 giờ cùng ngày thì giao thông tại khu vực này mới bắt đầu lưu thông trở lại.